Cảm ơn Mi quê nhá. Ừ, bây giờ xem không được, không sao cả. Giờ game này bắt đầu mà. Ok anh em, chào mừng anh em tới với con game là Scorn nhá. Hôm bữa là tôi mới có một người, tôi đẻ ra một đứa con trai, mà đứa nó đi hơi khó khăn tí. Cái gì mà mới vô giống giống bắt đầu khóc quá vậy? Cái này chị em khoái lắm này. Ừ, cái này là cái gì đấy, mới vô mà hình hình gì đấy hả? Hình mấy cái gì đấy hả? Đéo hiểu luôn. Này chị em khoái lắm. Mới vô mà mới có mấy cái cột gì nó nhìn nó ấy quá là. Sao vô vô lâu quá ta? Cái nào đây? Rồi bắt đầu tôi phải chỉnh lại setting rồi đấy. Rồi con game này lúc nào vô phải chỉnh. Đó, không có cho cái này, thấy không? Con game làm gì đâu dốt gì. Rồi bắt tôi chỉnh lại từ đầu. Không có lưu bơi. Bữa chỉnh giờ chỉnh tiếp. Rồi. Được chưa? Mượt. Úi dồi ôi. What the heck? Cảm ơn Bùi Hoàng Minh nhá. Cảm ơn Hiếu Nguyên nhá. Cảm ơn Ngọc Anh. Hết tiền rồi đó nha. Mệt rồi đấy. Hết tiền. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nào này. Cảm ơn Tiểu Ức, cảm ơn Ngọc Minh, cảm ơn Bùi Hoàng Minh nhá. À, Ngọc Anh chứ nhầm. Cảm ơn Tiểu Ức nhá. Tiểu Ức nghe lạ nhỉ, đầu tiên tôi nghe cái giống cái này đấy. Hình như tôi vẫn bật Motion Blue thì phải. Motion Blue, đấy chưa. Rồi, mượt chưa? Mượt chứ, không bảo mượt nữa thôi đấy. Mẹ, đâu ra người lắm đấy đây. Thôi. Cảm ơn Bùi Hoàng Minh, cảm ơn Tiểu Đức, cảm ơn Ngọc Anh nhá. Cảm ơn anh em donate. Có anh em hết tiền anh em xem được nhá. Ờ. Còn 400 kim cơ, còn 4000 kim cương đó là đủ chỉ tiêu anh em nhá. Ờ. Còn 4000 kim cương thôi đủ rồi. Từ đây đến cuối tháng anh em cứ vui, cứ lai rai thôi, đã đủ 4000 kim cương là được. Giấy đâu nhỉ? Tôi đang ở đâu vấn đề chứ. Cái gì này, Nguyễn Phú Yên cái gì đây? Ban nhá. Ban nha anh em nhá. Admin đâu làm việc. Nha. Nhanh gọn nha. Chửi trong kênh chết thật. Bây giờ làm gì nhỉ? Đấy, thêm Perry nữa. À, cái này là Perry. À, Perry được. Nhá, Perry được. Ừ. Perry là nó hay có cái tiếng gạc anh em. À. Anh em biết con thú mỏ vịt Perry mà điệp viên ở trong cái Phineas and Ferb không? Ừ. Ủa tôi đi muốn đi một vòng á. À, nó kêu gạc á. À, là do là cái tiếng của con Perry. Mẹ. Tôi cứ tưởng anh em nói bậy chết suýt ban khổ. Bây giờ làm gì cháy? Cảm ơn anh em Nguyễn Phú Yên nhá. Anh em có thể thay bằng cạp được không? Bây giờ làm gì? Cái chỗ nào mà lớn to này? Cái gì đây? Ui. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Cạc bay. Cảm ơn anh em Nguyễn Phú Yên nhá. Ừ. Cái gì đây? Súng à?
Đù. Có súng anh em ạ, bắn phát coi. Để tôi thử nghiệm cái súng này cái. Ui dồi ôi, súng xịn thế. Súng được này được làm bằng bằng cơ và xương. Bắn thử cái. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa súng hay là cái máy đã bốc? Ủa? Cái này là cái máy đấm bốc mà nó phải súng đâu. Vâng. Cái máy đấm bốc anh em ạ. Ông đạn đủ anh em ạ, đạn đầy rồi mà. Mà cái này là cái súng đấm bốc chứ không phải là cái súng bình thường. Có nghĩa là người ta tưởng mình rút súng ra mình bắn người ta đúng không? Nhưng mà không phải là bắn mà là đấm. Ừ. À, nó kỳ lạ ghê ạ. Mày đúc vào đây hả? Mày đúc vào đây không? Rồi đúng rồi, đúc vào đây luôn. Hay quá. Cái gì vậy? Uầy. Cái gì á? Mẹ nhìn nhau cái dâu. What the fuck? Cái điếu gì trôi lên đây? Ôi giời. Mẹ con game tục phải chịu được anh em ạ. Con game tục đéo chịu được luôn. Cái gì đây? Cái gì trôi lên nhìn giống cái gì đây? Hơi ngắn anh em nhá. Ừ hơi ngắn. Tôi tưởng dài nào ngắn. Chết thật ấy. Người ngoài tính ngắn này à? Tôi không biết đấy là cái gì nhưng mà thấy khá ngắn anh em ạ. Ừ. Mấy con này là cái gì đây? Mấy con này nhìn giống cái đầu ấy thì nó làm gì đấy? Nhìn dọc không khác gì cái đầu anh em ạ. Bắn thử con này coi. Mày à. Con này có làm gì tôi không vậy? Nó có làm gì tôi đâu anh em. À mày phun khí độc à? À mày phun khí độc à? Khí độc này và vơ vẩn này. Rồi. Đây rồi cái này cái hơi ngắn đó. Ủa mẹ. Em làm tục dữ vậy? Có khác mẹ đâu. Em khác mẹ gì luôn. Mày nhìn. Chồng. Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Ừ. Em khác mẹ gì luôn. Ủa cái gì đấy? Tôi điều khiển cái máy này à? À điều khiển làm sao để nó bốc cái đầu kia qua. Đấy, đấy chưa? Nó bốc cái đầu này qua. Rồi, nó gắn vào đây này, như gắn vào kia để làm gì không biết. Ui mày hiện đại ác nhỉ. Ai giả khiếp. Hiện đại ác. Để làm gì? Rồi để làm cái gì? Ui rồi cái gì đấy? Hình như là bơm cái gì đó vô à? Rồi. Ra nước rồi đó. À chân thật quá. À, làm cái cửa, mở cái cửa thôi mà căng thẳng quá vậy. Ở trái đất ấn một cái nút là mở cửa được rồi. Má người ngoài tiếng phức tạp quá vậy. Mày làm bao nhiêu bước mới mở được cái cửa.
Đúng là người ngoài hành tinh thông minh khác. Ủa? Hết đường rồi. Ông mở cửa ra rồi đi hết đường. Ông què gì vậy? Có cái lỗ gì đây? Đang đút cái gì vô không? Không vô được. Ủa vậy sao ta? Chắc là phải đi tìm hai cái nữa anh em ạ. Biết là tôi phải tìm bay cái. Ở đây một cái này. Đây một cái này. Đây một cái, đâu một cái nữa hay là hai cái rồi nhỉ? Tôi phải đi tìm một cái nữa là xong. Đúng rồi. Nhưng tôi phải tìm một cái nữa là xong anh em ạ. Một cái nữa, một cái nữa. Nó chơi game kia xong cứ tưởng cái gì cũng ba cái, khổ. Ủa, nó đi đường nào? Nó âm u quá vậy? Ủa, nó quay về chỗ cũ rồi. Chỗ này phải chỗ cũ không hay chỗ khác vậy? À, chỗ mới. Cảm ơn bia quay nhá. Ui, đấy. Lại trồi lên anh em. Tôi không biết là cái tác dụng của cái máy mà cứ mổ lên mổ xuống kia để làm cái gì. Hay nó xây ra để làm cho đẹp ta. À, để bơm khí cái gì đấy cơ. Là đi giết mấy con này thôi là xong, anh em mình là xong rồi đấy. Ây chà. Chết mày. Chết mày. Game mày dễ nhỉ. Chết mày. Chết. Rồi, đưa cái này vô là xong. Á, game trả hình nha. Vô. Rồi. Súng này đấm anh em ạ, không nó bắn ra đạn đấm không à. Cảm ơn anh em Mai Khôi. Súng này nó đấm chứ đâu nó ra đạn nhá. Rồi. Ok. Bây giờ là cho cái tay vào đây. Để bơm máu mình lên hay sao ấy. Kích hoạt cái kia để mở cửa. Tiếp. Một cái nữa anh ơi. Đâu ra cái nữa. Có hai cái đâu ra cái nữa. Không có chỗ nào để bỏ vào nó đâu. Chỗ này cũng bịt mẹ rồi, sao đi? Đi cúp nhỉ? Vậy là phải còn một cái nữa. À, vậy là còn một cái nữa anh em ạ. À, nối nữa. Còn một cái nữa. Để xem lại phải không? Được. Lại phải chỗ khác. Để tìm thêm một cái chỗ nào đó nữa đây anh em ạ. Không phải ngoài đây. Trong đây cơ. Chẳng lẽ dùng cái của tôi à? Hả? Đéo nào.
ở giữa cái chỗ di chuyển lúc nãy là ra chỗ nào, chỗ nãy nào. Ở giữa đây hả? Hay ở đâu? Không biết đi đâu luôn. Như bên này rồi mày. Cái chỗ khởi động luôn kìa ông già, cái nhô nhô đó. Thế nhưng mà còn thiếu một cái nữa mà. Nhô nhô này đúng không? Cái này là không sử dụng được này. Không sử dụng được này. Còn một cái nữa ở đâu ấy? Chỗ lái máy á. Chỗ này làm sao vô nhỉ? Cái chỗ này chỗ nào vậy? Được. Phải tìm thêm một cái nữa. À, tìm thêm một cái gắn vô bên kia kìa anh em này, bên này này, thấy không? Anh em thấy bên này không? Đây là phải tìm thêm một cái nữa. Cái nữa nằm ở đâu nhỉ? Trước mặt cái máy ấy là sao? Trước mặt cái máy. Ở giữa luôn kìa. Nào. Tôi quay lại mà không thấy nó lại. Em xác định với tôi nhá. Đâu? Đâu? Đây đúng không? Nhưng mà làm sao để vô đây được? Làm sao vô đây được? Hay nan giải chứ đùa đâu. Vấn đề là làm sao để vô được đây? Đúng không? Cái đó đúng không? Chuẩn chưa? Mà làm sao vô được? Lại cái máy ấy, lại đây rồi, còn gì nữa đây, máy này đúng không? Cái điều khiển nãy đó quay trước mặt, ngay trước mặt. Cái này đúng không? Cục tròn tròn màu trắng nhìn xuống á. Đây đúng không? À. Đấy, có phải không chứ? Bạn này không? À đúng rồi. Đeo hiểu đâu giờ thấy rồi anh em ạ. Khổ. Ngay trước mặt không thấy. Đùi. Mắt chả mũi. Rồi. Nhìn đằng xa đằng sang. Tôi thường thường con game nó sẽ không cho có sẵn. Anh em hiểu không? Ừ, mình phải đi làm mới có ăn. Cảm ơn Perry nhá. Đây rồi, má báo không rồi. Làm cái này nó phức tạp quá chi vậy? Ấn một nút là mở được rồi. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì đây? Ồ sao? Cái gì vậy? Rồi sao cái gì vậy? Cái gì mà giống cái chất nhầy gì vậy? Rồi. Bao phủ tôi luôn. Tôi đã hy sinh hết game rồi anh em ạ. Nhân vật chính chết là oảng rồi, là thua rồi nhá. Ừ, thua rồi. Ủa tôi đang đâu vậy?
cái nước của nãy lấp lên người tôi, bây giờ là ta mở ra đúng không? Gió anh em ạ. Gì đây? Dây rốn à? Ôi dồi ôi, bao nhiêu anh em đã hy sinh. Ở này giống kiểu như từ trong trứng rụt chui ra vậy. Mà anh em phải biết ở ngoài môi trường rằng là có nhiều loài động vật cũng kiểu như là sinh sôi ở mấy cái trứng này. Quá trời trứng luôn. Vậy là tỷ lệ chọi là 1/100, có nghĩa là 1 quả 100 quả trứng thì được một người sống sót là tôi. Vâng. Những thanh niên này, có thể là bò ra khỏi được cái trứng rồi đấy. Thanh niên này mới bò được đến đây là ngỏ mẹ rồi. Còn tôi là ai tôi không biết luôn. Không biết là tôi phải là người hồi nãy không. Có thể đây là quá khứ của thanh niên này. Quá khứ. Anh hiểu không? Ừ, chứ không phải là hai nhân vật khác nhau đâu. Đây là quá khứ đấy. Cái quá khứ mà mình ở dưới kia là lúc mà mình đang ở trên đây nhưng mà bị nứt đất. Anh em mà xem đoạn đầu anh em sẽ biết là lúc đầu là bị nứt cái đất ra, rồi sau đó tôi bị rớt xuống dưới ở cái chỗ mà hồi nãy đấy. Có cái súng đó. Còn đây là trên mặt đất. Đây là quá khứ của tôi. Khi tôi được sinh ra. Cái gì đây? Ma chết tùm lum vậy? Yếu quá gì ha, mạnh mẽ lên đấy. Thanh niên này đang đi giữa chừng ỏm, thanh niên này cắm đồng đất luôn. Vâng, yếu đuối chết là phải nhá. Những thanh niên này kiểu như đang bị kiệt sức anh em ạ. Một là bị tấn công, hai là bị kiệt sức chết. Mà tôi nghĩ rằng là nếu như ngồi mà dựa vào đá thì đéo phải kiệt sức chết. À quên, nếu mà dựa vào đá như thế này thì không phải là bị tấn công đâu. Là bị mệt quá sau đó mà dựa vào đá thì anh em mới chết. Anh hiểu không? Nếu mà tấn công thì sẽ bị chết như kiểu theo kiểu như là banh xác chứ, đúng không? Đây này, toàn mệt quá ngồi nghỉ rồi chết luôn này. Cảm ơn Thư dần đâu nhá. Ôi dồi, mẹ, hành tinh này kiểu như là bị ký sinh anh em ạ. Phải không ta? Hành tinh này bị một cái sinh vật gì đó ký sinh lên. Cái này nó hút hết tất cả những cái dinh dưỡng của cái hành tinh này xong rồi nó biến đi. Đấy. Bên kia có một cái gọi là cái phi thuyền hay là cái gì kìa. Tôi không biết đấy là cái gì. Cũng có thể đây là loài người năm 1000 năm 2000 2100 bao nhiêu đấy. Ừ. Khả năng cao là năm này năm 2100 bao nhiêu anh em ạ. Tại vì không thấy cây nữa. Mọi thứ không còn cây cối nữa. Con người phải muốn kiểu như tồn tại ở nơi này là phải sống ở trong kén để tồn tại. Khi nào cây mọc thì kén mới mở ra. Sau đấy con người mới đi dạo đây. Nhưng mà không quen với lượng oxy ở đây cho nên chết. Còn sót lại mỗi tôi. Cảm ơn Thư Snow nhá. Ừ. Không biết có bạn nữ nào để mình làm thêm gì ta, làm cho trái đất này nó đông đông người không ta. Ôi, nhìn này, sinh vật gì nó ký sinh lên này. Trông. Ui. Ui, có bầu này.
Anh em thấy đứa con không? Hay đứa con hay ruột vậy? Hình như ruột anh em ạ, nhìn nhầm. À nói nó tưởng con không á, sao này không có? Vậy là con rồi. Hay đứa con à? Thân đi hoài vậy? Tôi nghĩ mà nếu mà năm 2100 thì tôi nghĩ là nhân bản vô tính được lan rộng rồi, chứ không phải là con kích kiết kiểu tầm này. Những người mà kiểu như người ta giỏi ấy, người ta được sẽ được nhân bản đây anh em ạ. Bây giờ đi đâu luôn á? Rồi tự nhiên con trên đất con cái mọc lên cái mấy cái gì vậy? Cái lều hả? Không biết là mấy cái mọc trên đất là cái gì. Ôi dồi ôi, nhìn này. Phi thuyền à? Phi thuyền hay sao đây? Cảm ơn Ali nhá. Em có hai cái ống bô to vậy. Không lên được. Ôi dồi ôi, cái này là phi thuyền hay là trạm không gian đây? Hay là một cái nơi nghiên cứu nào đây? Ai kia? Không phải ai. Cảm ơn Ali, cảm ơn Thư Snow nhá. Game gì đấy à? Game này game Scon. Bây giờ tôi đâu không biết luôn. Không biết có chỗ nào, cửa nào để vào không chứ. Ở kia có. Cảm ơn Thư Snow nha. Thank you Thư nha. Ông già chơi game ít thôi, cho tụi nhỏ còn đi ngủ. Tuổi ăn tuổi học mà ông già xử hư ra không hà. Ai cho trẻ con xem? Ai kêu cho trẻ con xem? Cho anh em trong đây toàn người lớn nhé. Bạn nào cảm thấy mình là trẻ con đi ra. Còn bạn nào cảm thấy mình người lớn rồi ở đây nhé. Anh em trong đây tự nhận anh em là người lớn hết nhé. Còn anh em nào trẻ con anh em đi ra nhé. Nhanh và vuông. Tuy là cơ thể nhỏ nhưng mà trí óc người ta là trưởng thành hết anh em ạ. Ừ, không phải là kênh của mấy idol phai phai mà là trẻ con, thấy không? Đây là kênh kinh dị. Mẹ, cái gì đây? Thà Lan à? Con game này nó đã gắn cái mác là 18 cộng rồi nha. Ok chưa ạ? Game này nó gắn mác 18 cộng anh em nhá. Chứ không phải là 16 cộng hay là 14 cộng đâu. Nó đã khuyên nhắc và nó đã ghi rằng to lù lù ở góc đằng là 18 cộng nhá. Còn anh em nào thích xem anh em ở lại, còn anh em mà không thích xem đi ra chứ. Cảm giác không đủ tuổi đi ra chứ. Kênh này là kênh hội người cao tuổi. Mẹ, chỗ nào đây? Tiếng gì đây? Con gì đây? Bắt đầu rồi đó. Chưa có vũ khí nha. Con gì vậy? Con gì vậy bây? Holy shit. Có một con thằn lằn anh em ạ.
một con thằn lằn. Gì vậy? Ôi nha, ông vợ nha. Người yếu tim nha. Nó dẫn đường à anh ấy vậy à? À, dẫn đường à? Vậy là nó tốt hay xấu? Cái gì đây? Này chúng đà điểu hay sao mà to này? Không mở được. Cái này là gì đây? Rồi mấy cái quả gì như quả gì ta? À, cái này là giống cái kiểu như là cái quả gì mà đắng đắng ấy nhỉ? Mướp đắng rồi đúng không ạ? Ờ, nhìn giống quả mướp đắng. Cảm ơn BeerY1606 nhé. À, này phải quả mướp đắng không? Nhìn giống quả mướp đắng quá vậy? Lát nó bám vào người à? Tội đấm trộn mấy phát chứ ngồi mà lát bám vào người thôi. Cái gì vậy? Không có giỡn nha, không có giỡn nha. Người lớn người không có giỡn. Ừ, người lớn cả rồi. Cái gì con mà ba mặt một đời, thấy không? Đừng có mà trốn trốn rồi ra hù nhau thế, không tốt sức khỏe, thấy không? Cái gì vậy? Chào anh trai, làm gì ở đây đây? Cái gì vậy? Ủa mẹ, rứt mẹ cái đầu luôn ạ. Xin lỗi anh trai nhá. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa chơi sao? À, à, làm sao cho nó thẳng hàng đúng không? À, đơn giản. Ok. Quá đơn giản. Nghe em đi chơi à? Hả? À, cái gì đây? Rồi, chưa mở được. À, từ. Cái này em phải cắm vào chỗ kia không? Này, tôi đã cắm thử cái. Đây, đúng chưa? Rồi. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Nó rút ra. Ô, đi vậy ơi, đi. Ủa? Sao nó về như cũ mẹ rồi? Ủa là sao? Cả một mê cung đang chờ anh phía trước à vậy à? Con game này là mê cung mà. Từ khúc đầu tôi đã nghi con game này mê cung rồi. Con game này thuộc dạng giải đố chứ không phải là kinh dị anh em nhé. Được, tôi cứ ra đây là nó bị nó đóng lại, nó không cho tôi làm gì. Vậy thì phải làm gì rồi? Cái này là cái gì đây? Ủa mẹ, thang máy à? Ủa shit thế nhở? Ai ra? Được đấy. Con người nên học hỏi như thế này nhá. Đút 4 ngón vào này mới nhận diện mặt nhá. Bao là coi như là bảo mật là cao nhất luôn. Hoặc là sáng tạo hơn là cho cái đầu vô thì mới kích hoạt được thang máy. Ui. Nó kìa. Đủ 4 cái mới mở được á. À vậy à? À ok, cảm ơn Ali nhá. Ừ, cảm ơn Ali nhá. Cảm ơn anh em Thư Snow, cảm ơn anh em Tiểu ức. Cảm ơn anh em Queen. Cảm ơn anh em Queen nhá. Thank you anh em. Cái này giống như kiểu như tôi đang đi trong cái xương sống của con khủng long anh em ạ. Rồi cái gì đây trời? Cái gì nó vậy? Mới một người mà IQ 200 hay tôi thì làm cái gì đơn giản thôi, nhưng mà khó phức tạp cái gì?
Cái gì đây? Rồi mấy cậu này làm gì đây? À, kết nối cổng à? Ai da, cái này giống ở sân bay anh em ạ. Cái này giống ở sân bay. Đang là sẽ đưa cái cổng đi vô để cho anh em đi vào anh em không? Ờ. Chắc đổi tên quá ông ạ. À, sao lại đổi tên? Tên đang đẹp để đổi tên. Biết nào nhỉ? À, phải chơi mấy cái trò này. Cái gì đấy? Ha. Ơ. À, rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Mày được chưa? Ủa, xong được ta? Rồi. Đây, chỗ này. Một vòng nữa. Dứt. Rồi. Ok, chỗ này đúng không? Này nhưng mà kết sắt đấy mà anh em. Kết sắt để tôi là chùm phải không? Vô. Được rồi, hai cái. Dăm ba kết sắt. Cỡ người ngoài hành tinh tôi còn mở được chứ mà. Nhưng mà của dân thường. Ok. Mẹ. Mẹ ra đây. Cảm ơn tiểu ức nhá. Cảm ơn thư Snow. Mẹ ăn làm đây giật cả mình. Ra quay. Mẹ. Cái gì vậy? Hình như là tôi thiếu cái Spider-Man đúng không? Nhưng cho nên nó không cho vô đây đúng không? À rồi. Thiếu cái Spider-Man. Đi kiếm cái Spider-Man cái. Giờ phải đi kiếm cái Spider-Man anh em ạ. Không phải game ma. À game này game bố game ma luôn chứ. Nãy mình về phía nào tới nhỉ? Cái này đi. Giờ tôi không biết là phía nào luôn á, lú rồi á. Cái chỗ mà để mình gắn cái Spider-Man vô là để chỗ nào ta? Cảm ơn anh em Thư Snow nha. Đâu vậy? Ơ, cho anh cho cô mà. This. Đi nhầm rồi. Tôi nhầm lỗ anh em ạ. Hồi nãy là mình đi lỗ nào ta? Hồi nãy mình đi lỗ nào ta? Hồi nãy tôi đi lỗ nào anh em ơi? Có cái đi lỗ bên phải đi, tôi chưa đi nè. À, còn hai cái lỗ dưới là tôi không biết là tôi đi lỗ nào rồi. Cái gì vậy? Ô là trời, các anh mẹ đứng chắn đường quá đi. Không đi được anh em ạ. Mấy anh chắn đường nhanh lôi quá. Mặc quần vô. Kíp ạ. Ê quên lại. Đây nè. Hurra. Cảm ơn Queen nhá. Anh kêu anh em Queen. Đây. Bắt đầu nhầm như có đội đi vậy ra gì. Tao đi ba. Không đi được. Người ngoài hành tinh cũng nóng à, sao mà bật quạt to thế.
thằng ăn kìa. Hello, đâu vậy? Đây rồi. Không phải, không phải này. Cái nào vậy? Chỗ này bị chặn rồi, không đi cho đi được. Chắc ở dưới kia. Game này có một cái nguyên lý lạ lắm là tìm không ra là nghỉ tìm, mà nghỉ tìm lại ra à, vậy à? À là cứ vô tư đúng không? Anh em mình đi tham quan thôi, đâu phải đi tìm đâu, đi tham quan là ra mà. Gì vậy? Anh em để ý rằng những cái chỗ mà ở trên cao nó bị tan biến không? Kiểu như nó đang bị về cát bụi ấy. Ủa chỗ này phải có cái gì chứ? Tôi nghe tiếng gì đấy, nó cái đè rè. À đây, giật cái này ra, ngắt kết nối để cho quạt không quay nữa. Để chúng ta nãy đi vô trong kia. Quạt với chúng tôi à? Sạch điều hòa đi nhá. Mẹ người ngoài hành tinh sạch quạt. Quê mùa. À dài điều hòa. Đi đây. Đi đây. Cái gì vậy? Ồ, súng này. Cảm ơn Phương Thảo nhá. Ngon. Hợp thể chi thuật. Vâng. Cái màn hợp thể hơi cồng kềnh nhưng mà được cái là hợp thể là với quái vật, ngon. Ôi dồi ôi, bây giờ quái vật to đâu ra đây? Anh cần tất nhá. Mẹ, ra đây đi nhá. Ra đây hết đi. Đỡ phải lằng nhằng nhá. Giờ cân hết. Quá là mạnh luôn, ký sinh. Vật chủ kỳ ký sinh hoàn hảo. Cái đó bắn được á, bắn được chứ. Cái này sai rồi mà. Cái chỗ nào có cái quạt đấy nhỉ, tôi quên rồi. À đây, ở đó phải. Cái quạt đấy nhỉ. Nhưng lúc cần mà tới cái quạt thì không thấy cái quạt đâu. Không phải. Cảm ơn Phương Thảo nhá, cảm ơn anh em. Như ở dưới này nè. Đây rồi. Tiếp lắm phòng ốc thế. Thanh niên nó hay lạc rồi còn lắm phòng mày ạ. Đây rồi. Mở kết sắt lần thứ 3. Dăm ba cái trò mở kết sắt này. Ui, hụt rồi. Rồi. Một vòng nữa. Ui. Cái này. Anh em biết một đặc điểm của cái người mà hay trộm cái sắt là gì không? Là ta rất thính. Ui giời ơi, dễ quá. Rồi. Ba cái được chưa? Ba cái đủ chưa? Hình như đủ đồ đúng không? Tôi còn thấy cái nào nữa đâu. Đi về. Cái đó chỉ để đúc vô lỗ thôi, bắn không được đâu. Vậy là anh em nãy không xem tôi bắn mấy con tròn tròn kia à? Ơ? Hồi nãy... Ơ cái này đây. Còn một cái á, lắm vậy.
Rồi, có Spider-Man rồi, ngon. Spider-Man. Vâng. Đút cái súng vô. Cũng giống như cái cửa kéo Việt Nam bình thường thôi mà. Khác cái gì đâu, đúng là công nghệ của người ngoài hành tinh chỉ ngang Việt Nam thôi. Ơ, lại đi ra đây rồi. Ba cái thôi anh em ạ, à, còn hết rồi, ba cái thôi. Ừ, hết rồi, ba cái thôi, nha. Không tin tôi đút cho anh em xem này. Ờ, đúng rồi, còn cái nữa anh em ạ, à. Còn cái nữa, còn cái bên kia nữa nè. Còn cái kia kiếm ở đâu trời. Còn cái nữa. Còn một cái nữa. Nằm ở đâu ta? Một cái nữa nằm ở đâu anh em ơi? Chỗ này hết đi được rồi. Chẳng lẽ tôi phải lên chỗ kia nữa à? Lên lầu nữa à? Nhưng mà phải lên lầu tiếp anh em ạ. Chưa xong đâu. Còn một con đường nhưng mà nó bị gọi là bị cán đường bởi mấy cái xác ấy. Anh em nhớ không? Có một con đường nhưng mà nó bị ngăn bởi mấy cái xác ấy. Đâu ấy nhỉ? Hình như cái mê cung này. Ở đây. Nói chung là cũng dễ mà anh em. Đâu gì khó đâu. Ờ? Dễ mà. Hồi nãy tôi từ chỗ nào tới nhỉ? Cái nó nằm ở đâu? Cái nó nằm ở đâu? Cái này tới chưa vậy? Hình như cái này... này tới rồi. Nhầm. Bên phải à? Bên phải tới rồi mà. Bên phải với ở giữa tới rồi. Thì còn bên này thôi. Đúc cái tay vô cái xác á anh để rửa cho trôi là sao? Cái máy có xác á anh. Cái này đâu vậy? Tôi đang đâu vậy? Cái này hình như rồi mà đúng không? Rồi cái này rồi. À nào cái này quên. Chỗ nào quá ta? Ờ, còn một cái chỗ có xác cơ. Còn cánh tay á. Bên phải sai nè. À bên kia kìa. Bên này có xác này. Ngủ ngon nhé. Ờ, cảm ơn Thư Snow nhá. Ừ, đi ngủ ngon nhá em nhá. Đây này. Làm sao mà để cho một cái xăng này ra. Cái bắn mà đứt mày giờ. Làm sao để dọn một cái xác này anh em ơi. How to dọn xác. Không sử dụng tay vào cái này được. Má người ngoài hành tinh mà bà đã có mông đấy.
Không được, nó phải làm sao ấy. Chỗ này cái xác mà nói cần tay. Tìm máy để xả nước á. Máy xả nước nằm chỗ nào? Máy xả nước nằm chỗ nào? Máy xả nước nằm chỗ nào? Nằm trong cái ống này đúng không? Cảm ơn Phương Thảo nhé. Nằm trong cái ống này đúng không? Chỉ trong mấy cái này thôi chứ còn chỗ nào nữa. Nhưng chỗ này chỉ còn... Đây à? Đúng không? Đây xả nước đúng không? Đây rồi. Cái nào có xác nhỉ? Bên kia. Đây. Máy xả nước đây rồi. Ui giời ơi, xả nước xuống. Ôi giời. Acid à? Thế sao mà mấy cái xác mẹ nó tan vỡ kìa. Thả acid xuống ạ. Rồi. Ok. Bây giờ anh em mình kết nối với chỗ đấy thôi. Người em này từ từ nó sẽ qua anh em ạ. Ừ, kiên nhẫn nhá. Anh em để ý trên cái súng của tôi có cái mũi không? Bây giờ tôi mới để ý là trên súng của tôi có một cái mũi. Biết mũi ông nào đấy. Đây. Ui dồi ôi, acid anh em ạ. Thành xương hết rồi đây này. H2S4 đấy. Gọi là HHCL cũng được. Đây. Cái cuối cùng. Đây à. Quá đơn giản, tưởng là che một bên là thoa của bắt tôi à? Hả? Mẹ tưởng che một bên tôi không thấy à? Xin lỗi đi. Không cần nhìn nhá. Em mở két thì cần gì phải nhìn, cần nghe nhá. Đấy ơi, và một vật. Dám ba cái mở két tôi chùm mấy anh em nhá. Bố luôn. Đi về. Về chỗ cố gắng vô thôi. Bao nhiêu con game mà trộm là tôi chơi hết rồi anh em nhá. Ừ. À, chết mẹ không phải đường này, nhầm đường rồi. Nhưng mà lạc đường nhá. Ngu nhất là lạc đường. Gì chứ lạc đường là tối thượng. Ở đây không ta? Không phải chỗ này chứ, cánh quạt. Nhầm rồi. Cảm ơn Bill White. Này không phải thôi chứ. Cái này đéo phải đi. Vậy là cái đây này. Không phải cái này nữa thôi chứ. Không phải cái này đi.
Cái này chứ không phải cái nào rồi còn cái gì nữa. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi anh em ạ. Xuống thang máy. Rồi. Bây giờ là đến chỗ kia để mình gắn vô đó. Chỗ nào ta? À đây. Chỗ này đây. Cảm ơn Yuika-chan. Được chưa? Rồi. Đấy, ủa cái gì đấy? Ui shit. Nó sao nữa? Bỏ tay vào đây. What the hell is this shit bro? Cái gì đây? Cái trò giải đố gì nữa đây? Xong vô được. Khó rồi đó. Khó rồi đó. Rồi, được hai cái rồi. À, khó chứ trời, trên trước à? À vậy à? Trên trước à? Ôi trời. Xeo tê. Cái bên trong trước chứ làm sao mà cái trên trước được. Khó quá vậy. Cái thứ hai lên trên á. Thứ hai lên trên làm sao mà làm được ba?
Ui, đúng đúng anh ạ. Đúng anh em ạ. Hợp lý. Hợp lý. Cảm ơn anh em nhé. Làm sao? Cái gì đây? Súng à? Ai à, súng mới anh em ạ. Cái gì đây? Con nhện à? Ôi thanh niên nào sợ lỗ. Ôi cái gì đấy? Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Sao tôi cảm giác như ông này ông người hoàn chỉnh hay sao mà sao nó khác đứa con của tôi cứ vậy? Ông này nhìn người khá hoàn chỉnh anh em ạ. Nhưng mà chết rồi. Đứa con của tôi thì kiểu như đi thì xiên vẹo rồi nhìn như nghiện. Còn thằng này thì nhìn mẹ hoàn hảo vậy. Nhưng mà mới đẻ ra chết rồi. Ấy dồi. Rồi giờ làm sao? Giờ ở đâu? Ông bị cây ăn thịt á? À vậy à? Vậy là cái cây mấy cây này là hút hết chất dinh dưỡng từ mấy quả trứng. À không ta? Ừ. Mấy cái chất mấy cây này là hút hết chất dinh dưỡng từ mấy cái quả trứng này, mà mấy quả trứng này là từ đây để mở cửa này đúng không? Đấy nó có ký hiệu giống này. Ôi giời, để mở cửa á, chứ phải là để bắn á. Tôi tưởng để bắn chứ. Chỗ nào đây? What the hell is this shit? Chỗ nào đây? Con game này dùng não nhiều hơn là dùng sự kinh dị anh em ạ. Thật. Chỗ nào này? Nghỉ.